Singapore Airlines hôm 25 tháng 3 vừa tiếp nhận chiếc Boeing 787-10 đầu tiên từ nhà sản xuất ở North Charleston, bang South Carolina, Mỹ. Chiếc máy bay hiện đại này về đến sân bay Changi ở Singapore hôm 28 tháng 3. Singapore Airlines cũng là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới tiếp nhận biến thể mới nhất của dòng Boeing 787. Hãng cho biết sẽ đưa Boeing 787-10 vào hoạt động trong tháng tới. Đây cũng là chiếc đầu tiên trong số 49 chiếc Boeing 787-10 mà Singapore Airlines đặt hàng. Boeing 787-10 cũng sẽ được hãng sử dụng cho các chuyến bay kéo dài tới 8 tiếng. Đang có mặt trên khoang hạng thương gia của tàu bay mới nhất của Singapore Airlines là Boeing 787-10 Dreamliner. Và cái sản phẩm này là sản phẩm được gọi là New Regional Business Class và sẽ được khai thác vào trong các chặng bay của khu vực. Thì xưa nay các chặng bay trong khu vực thì cái ghế nó không phải là ghế dừng thẳng tuyệt đối, và ở đây thì cái ghế này chúng ta được trải nghiệm cái ghế nằm thẳng tuyệt đối. Và với cấu hình sắp ghế là 121 thì cái khoang hạng thương gia mới hay là New Regional Business Class này thì là nó sẽ tạo được cái sự riêng tư hơn là cái ghế loại cũ. Và tất nhiên và với cái ghế nằm dừng phẳng này thì sẽ tạo được cái sự thoải mái hơn kể cả những chuyến bay đường ngắn và đường trung trong khu vực. Boeing 787-10 được trang bị các sản phẩm ghế phục vụ các chuyến bay khu vực mới của Singapore Airlines. Tàu bay bao gồm 2 hạng ghế với 36 ghế hạng thương gia và 301 ghế hạng phổ thông, tổng cộng là 337 ghế. Được chế tạo với các vật liệu composite nhẹ, tàu bay dài 68m này là biến thể dài nhất trong dòng Boeing 787. Singapore Airlines cũng là khách hàng lớn nhất của Boeing 787-10. Hãng con của Singapore Airlines là Scoot hiện đang có cả Boeing 787-8 và 787-9. Điều này đồng nghĩa với việc Singapore Airlines là tập đoàn hàng không đầu tiên trên thế giới có cả 3 biến thể của Boeing Dreamliner. Ngoài đơn hàng 49 chiếc Boeing 787-10, Singapore Airlines còn có đơn hàng 20 chiếc 787-9 và dự kiến sẽ nhận từ năm tài chính 2021-2022. Osaka ở Nhật Bản và Perth ở Úc sẽ là hai điểm đến đầu tiên mà tàu bay mới này sẽ phục vụ từ tháng 5 năm 2018. Trước khi được đưa vào khai thác các chặng bay này, Boeing 787-10 sẽ được đưa vào sử dụng với một số chuyến bay lựa chọn đến Bangkok và Kuala Lumpur để phi hành đoàn làm quen dần với máy bay mới.